Sự cô lập sâu sắc về kinh tế và chính trị của Nga với phương Tây đã định hình lại đáng kể ngành logistics cho lĩnh vực ô tô của nước này theo cách có các liên minh địa chính trị. Không có nhà sản xuất ô tô phương Tây, Nhật Bản hay Hàn Quốc nào còn hoạt động ở Nga và các lệnh trừng phạt cấm nhập khẩu hợp pháp từ châu Âu và nước này, phần lớn sản lượng, công suất, đầu tư hiện đã chuyển sang Trung Quốc. Nga đã trở thành điểm đến hàng đầu cho ngành xuất khẩu xe của Trung Quốc. Nhưng phương thức logistic chi phí và năng lực là một thách thức dẫn đến các phương thức giao hàng mới. Cụ thể trong nửa đầu năm 2023, giá trị nhập khẩu ô tô thành phẩm của Trung Quốc sang Nga tăng 543% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,6 tỷ đô la Mỹ. Tính theo đơn vị, xuất khẩu của Trung Quốc tăng gần gấp 5 lần đạt 325.800 chiếc. Sự tăng trưởng này đã đưa Nga trở thành nhà nhập khẩu xe thành phẩm của Trung Quốc lớn nhất thế giới. Theo ước tính của cơ quan hải quan Nga, trong nửa đầu năm nay, gần 70% lượng xe nhập khẩu vào Nga đến từ Trung Quốc so với 10% vào năm 2021. Các thương hiệu bán chạy nhất bao gồm Cherry, Great Havan và FAW. Trong khi đó, tăng trưởng của Trung Quốc tại Nga tiếp tục tăng tốc, với xuất khẩu sang Nga vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ trong tháng 6, tăng 20% so với tháng trước kể từ tháng 5. Sergei Bugatliev, một nhà tư vấn ô tô độc lập cho biết xuất khẩu xe thành phẩm của Trung Quốc sang Nga sẽ vượt 500.000 chiếc trong năm nay. Ông gợi ý rằng khối lượng có thể tăng hơn nữa trong năm tới vì thực tế hiện tại không có lựa chọn thay thế nào cho các thương hiệu Trung Quốc ở Nga. Thị phần thương hiệu Trung Quốc đã tăng từ 10% lên hơn 40% chỉ trong năm qua và một số chuyên gia tin rằng các OEM này sẽ chiếm lĩnh thị trường gần như hoàn toàn khi các thương hiệu trong nước gặp khó khăn. Sergey Lukonin, người đứng đầu ngành kinh tế và chính trị Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho biết các OEM Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực thâm nhập thị trường Nga vì thị trường này trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược tăng trưởng quốc tế của họ. Ông nói các thương hiệu Trung Quốc đã được hưởng lợi từ sự ra đi của các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc và Nhật Bản, phần lớn vượt qua định kiến của nhiều khách hàng Nga vốn cản trở doanh số bán hàng của họ trong quá khứ lukonin nói xuất khẩu có thể sẽ tăng lên trong những tháng tới khi nhiều thương hiệu xe điện và xe sang của trung quốc gia nhập thị trường ở châu âu nơi xuất khẩu của trung quốc cũng tăng trưởng các oem đã nhắm mục tiêu đến các mẫu xe cao cấp hơn và đặc biệt là xe điện theo dữ liệu từ cục hải quan Trung Quốc, giá trung bình của một chiếc ô tô Trung Quốc nhập khẩu vào Nga vào năm 2023 là 12.433 đô la Mỹ, so với 27.180 đô la Mỹ ở Bỉ và 29.453 đô la Mỹ ở Anh. Đó là sự tăng trưởng đòi hỏi phải thay đổi các tuyến đường và phương thức vận chuyển mà các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc sử dụng để đến Nga, đặc biệt là khi các lệnh trừng phạt từ châu Âu, Mỹ và Nhật Bản hạn chế nghiêm trọng các lựa chọn vận chuyển RoRo truyền thống. Tại Nga, sự bùng nổ nhập khẩu đã thúc đẩy tăng trưởng vận tải đường bộ và đường sắt, đặc biệt là vào thời điểm các OEM nội địa của Nga tiếp tục suy giảm do các lệnh trừng phạt đè nặng lên chuỗi cung ứng của họ. Nhưng có những câu hỏi về việc liệu năng lực logistic và thông quan của Nga có theo kịp nhu cầu hay không. Theo Bulgadief, số lượng xe xuất khẩu ngày càng tăng không bao gồm bộ phụ kiện ô tô, mặc dù Trung Quốc cũng đã trở thành nhà cung cấp linh kiện và phụ thùng ô tô chính ngạch của Nga. Với kinh ngạch nhập khẩu vật liệu là 179,2 triệu đô la Mỹ trong tháng 6. Bulgadief lưu ý rằng một số nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cũng đang xem xét mở các cơ sở lắp ráp nội địa hóa mới ở Nga đã có báo cáo cho rằng một nhà máy cũ của Volkswagen ở Kaluga, thuộc vùng lãnh thổ của Nga giáp với Ba Lan sẽ lắp ráp các mẫu Chery. Cho đến nay một số chi tiết chính thức đã được xác nhận. Hậu cần xe thành phẩm từ Trung Quốc đến Nga phức tạp hơn những gì nhiều người vẫn thấy. Các lựa chọn vận chuyển RoRo và xe con hay xe tải thuần túy là vô cùng hạn chế do thương mại với Nga rất hạn chế đối với các hãng tàu toàn cầu. Thay vào đó có 3 cách chính để vận chuyển xe thành phẩm từ Trung Quốc đến Nga và Belarus, bằng đường bộ qua Kazakhstan, bằng đường sắt hoặc vận chuyển ô tô trong container. Một số hàng nhập khẩu vẫn được xử lý bởi các hãng vận chuyển ô tô qua Kazakhstan. Tuy nhiên vấn đề lệch chi phí hậu cần trên tuyến đường này thay đổi lớn tùy theo mùa. Mỗi mùa thu, ví dụ Trung Quốc Kazakhstan, đơn đặt hàng sẽ bị ảnh hưởng bởi ùn tắc giao thông, làm tăng thời gian và chi phí giao hàng. Theo Svetlanta Olova, người đứng đầu bộ phận container tại công ty Logistics RTL Alliance có trụ sở tại Minsk, Hiện tại, giá vận chuyển một hãng vận tải ô tô với 7 phương tiện thành phẩm từ Trung Quốc giao động từ 10.000 đến 12.000 đô la Mỹ. Năm ngoái, tuyến đường qua Kazakhstan là con đường chính cung cấp xe thành phẩm của Trung Quốc cho thị trường Nga. Tuy nhiên, năm nay các dịch vụ được chuyển hướng sang đại dương. Kể từ đầu năm 2023, chi phí vận chuyển một container 40 feet từ Trung Quốc đã giảm từ 12.000 đô la Mỹ xuống còn 8.000 đô la Mỹ sau khi các hãng vận tải chuyển nguồn cung từ đường sắt sang cảng biển. Điều đó đã khiến cảng Vladivostok phía Đông trở thành cửa ngõ chính cho xe thành phẩm của Trung Quốc và Nga. Mikhail Ubanovsky, một blogger về ô tô có trụ sở tại Vladivostok cho biết, các con tàu thường xuyên ghé cảng thương mại biển Vladivostok và Pacific Logistics. Ban đầu được xây dựng để vận chuyển thường xuyên các linh kiện ô tô từ Nhật Bản và Hàn Quốc cho các nhà máy solar. Trước lệnh trừng phạt, cơ sở này ở Vladivostok đã lắp ráp Toyota, Mazda và nhãn hiệu Sangyong. Song nay, nó được cho là đang lên kế hoạch bắt đầu lắp ráp bộ công cụ của một thương hiệu Trung Quốc, tên vẫn chưa được xác định. Vladivostok là con đường giao hàng chính đến Nga cho Cherry, bao gồm cả các thương hiệu con Exis và Omuda. Sau khi làm thủ tục hải quan, các phương tiện thành phẩm sẽ được chuyển đến các nhà ga đường sắt để tiếp tục vận chuyển đến khu vực châu Âu của Nga. Các thương hiệu khác với công suất nội địa hóa ở Nga cũng nhập khẩu linh kiện thông qua các cảng biển Viễn Đông. Ubanovsky nói, trích dẫn Havan, công ty cung cấp container chứa linh kiện cho nhà máy Tula của họ. Đường sắt Nga AZD đã báo cáo mức tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái trong việc vận chuyển phương tiện và linh kiện ô tô bằng container trong 6 tháng đầu năm 2023, đạt 207.200 TEU, cho rằng Trung Quốc là nguồn tăng trưởng chính. Tuy nhiên, Great Wall phải đối mặt với các vấn đề về công suất và sự chậm trễ khi nhập khẩu xe thành phẩm thông qua cảng biển Primox ở biển Baltic. Do đó, công ty này đã chuyển hướng một số hàng hóa đến cảng Valino Viễn Đông ở Khabarovsk, nơi đã không xử lý container trong 20 năm. Triển vọng chung của ngành công nghiệp ô tô Nga vẫn ảm đạm, với ngành công nghiệp trong nước có thể bị các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc tiếp quản hoàn toàn. Ngoài Trung Quốc, Iran là quốc gia duy nhất bày tỏ sự quan tâm đến việc xuất khẩu xe thành phẩm sang Nga. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết những kế hoạch này đã không được thực hiện, phần lớn là do những lo ngại về chất lượng. Iran là quốc gia duy nhất sản xuất ô tô kém hơn Nga, Asklanian nói. Trong khi đó, sự tăng trưởng của Trung Quốc ở Nga hầu như không suy giảm. Sự hợp tác như vậy với các thương hiệu Trung Quốc có thể sẽ tăng lên vào năm 2024. Trong khi đó, Aptovat tiếp tục gặp khó khăn trong việc lắp ráp các mẫu xe thông thường của mình do thiếu linh kiện phương Tây.